Thanh Bình và Ngọc Lan hậu 4 năm ly hôn. Ngọc Lan toàn tâm toàn ý lo cho con, làm gì cũng nghĩ đến con đầu tiên. Chị có bảo hiểm cho nên lỡ mà chị có vấn đề không may về cái cuộc đời của mình, về cái mạng sống của mình, thì cái bảo hiểm nó cũng đủ để cho con chị. Năm 2020 là năm đó chị bị bệnh, chị cấp cứu 2 lần. Cho nên là từ lúc đó thì chị quyết định là chị phải làm gì. Vốn đã ly hôn nhiều năm, nhưng Thanh Bình và Ngọc Lan vẫn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Cuộc sống của cả hai hậu ly hôn cũng đã thay đổi rất nhiều. Ngọc Lan hậu ly hôn với Thanh Bình, Ngọc Lan vừa một mình nuôi con vừa chạy show, tham gia các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên cô cũng ít nhận phim truyền hình hơn để có thể dành thêm thời gian cho con. Mà có lẽ cũng vì bận bịu là thế mà mọi người không ít lần bắt gặp Ngọc Lan não cá vàng. Điển hình nhất là màn mang cả dép đi sự kiện. Không ít người đã cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương cho Ngọc Lan. Tuy nhiên, cô cũng tự tin rằng mình nuôi dạy con khá tốt, thậm chí cũng không có nhu cầu tái hôn bởi vì cảm thấy nếu như đột nhiên sống chung và có thêm người lạ dạy con mình sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái lắm. Không những vậy, cô còn chứng minh với khán giả mình đã chuẩn bị được rất nhiều thứ cho con, không những từng gây sốc khi tiết lộ mình chuẩn bị cả di chúc cho con. Tuy nhiên, với cách dạy con phải tự lập nên trong di chúc của mình, cô ghi rõ con trai phải học khá hoặc giỏi cũng như có cống hiến cho xã hội thì mới được hưởng số tiền này. Lỡ mà mình thắng bệnh rồi mình chết rồi làm sao? Nhưng mà lúc đó là thật sự là trước đó là mình đã chuẩn bị hết rồi. Trời ơi, Lan còn làm di chúc rồi. Bạn ấy cũng biết là mình đã có kinh tế rồi, nhưng lúc đó bạn đã trưởng thành và với cái sự nuôi dưỡng của chị thì nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề gọi là bạn ấy sẽ hư hỏng để mà chỉ chờ cái món tiền đó không. Tại vì chị cũng nói rất rõ trong di chúc của chị là khi 18 tuổi Louis học khá, học giỏi và con có một cái gọi là làm cái được cái điều gì đó cho xã hội thì cái tiền đó nó mới đến thay. Ngọc Lan còn chi mạnh tay chọn 2 gói bảo hiểm 530 triệu một năm cho bản thân và 170 triệu một năm dành cho con trai. Cô cho biết mình đã mua bảo hiểm vào thời điểm sau khi tan vỡ. Do tự chủ kinh tế để nuôi con nên Ngọc Lan lo lắng nếu không may gặp rủi ro thì sẽ ảnh hưởng đến con trai. Thanh Bình. Khi quyết định ly hôn, mình cứ suy nghĩ một đứa bé nó sống trong môi trường ở bên ba nó vẫn có tình cha, ở bên mẹ vẫn có tình mẹ, hơn là khi ở trong một căn nhà nhưng là cái hạnh phúc đó nó không có thật. Hậu ly hôn, nhiều khán giả cho rằng sự nghiệp của Thanh Bình cũng không mấy thay đổi. Có người còn cho là có phần hơi su khi những dự án mà nam diễn viên tham gia không có được tiếng vang lớn. Về đời tư anh còn dính phốt trăng hoa. Sau ồn ào đó, Thanh Bình tập trung cho công việc kinh doanh, hiếm khi xuất hiện ở các hoạt động nghệ thuật. Mặt khác, nam diễn viên cũng tập trung tận hưởng cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh bên con trai, làm tròn trách nhiệm của một người bố sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Ngọc Lan. Anh còn thường khoe ảnh chụp cùng với con trai, cộng đồng mạng còn khen rằng hai cha con sở hữu gương mặt giống nhau rất nhiều chi tiết. Không chỉ giống Thanh Bình thời điểm hiện tại, Quý Tử còn như một phiên bản thứ hai của chồng cũ Ngọc Lan khi anh cho khán giả xem ảnh lúc nhỏ của mình. Từ mũi, miệng đến cả bọng mắt cũng không khác gì với ba. Đáng nói khi hậu ly hôn, nam diễn viên này vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết với gia đình của vợ cũ. Theo lời chia sẻ từ cả hai thì việc giữ mối quan hệ tốt vì muốn con có thể trưởng thành với tình thương của đủ ba và mẹ. Việc ly hôn văn minh như thế đã nhận về rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn có phần hơi tiếc nuối khi cả hai không còn bên nhau. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!